Hôm nay vừa nhận lương, tối về mua cái gì ngon ngon. Con chào mẹ. Con gái về rồi đấy à? Vào đi mẹ bảo. Nhanh nhanh sao nhanh hôm nhanh. nay mẹ đứng ở ngoài này mẹ đón con luôn Mẹ đợi thế? con đấy, đi vào đây. Thế á? Có chuyện gì đấy mẹ? Đây con. Tháng này con ạ, tiền điện nhà mình đây này, 1 triệu con nhá. Vị chi Ủa? là hai mẹ con mình mỗi người 500. Mẹ, con thôi nhở, tiền điện 1 triệu thì con có dùng gì đâu. Bình thường á, con đi làm ở công ty hết chứ chẳng có dùng gì đến đấy. Nên là thôi, mẹ chịu khó đóng một mình nha. Thế con gái bảo là không dùng đi nha. Vâng, con chẳng dùng cái gì mà con phải đóng tiền cả. Thôi, con đi vào phòng đây mẹ ạ. Để xem con gái có dùng cái gì không nào. Sao mất điện đấy? Ơ, mất điện à con? Mẹ. Thì Sao mẹ mẹ biết lại bật điện là tắt điện của con? con có dùng cái gì đâu mà phải dùng điện nhỉ? Dùng điện. Dùng điện đấy con ạ. Thế này cũng tính á. Ôi thôi, xong. Đói quá. Cơm gì đây? Hả? Trời ơi! Mà sao lại cắm cơm mà con? Cắm Sao cơm lại cắm mà cơm ăn được? thì sao? Con quên à? Con có dùng cái gì đâu. Thế nên là mẹ cắm cơm, cắm đủ mẹ ăn. Mẹ ăn hết rồi. Còn con mà cắm nha là tốn điện đấy. Oh Tốn điện là phải đóng tiền điện cho mẹ đấy. Mẹ không cắm thì con ăn gì? Nghe rồi, cắm thì cắm được một tí nữa chứ. Cơm không có. Ôi dồi ôi, sao tủ lạnh trống trơn vậy thế này? Lại còn chẳng có gì nữa cơ. Chẳng lạnh liếc cái gì. Sao mẹ không cắm tủ lạnh hả mẹ? Tủ lạnh làm sao hả con? Sao mẹ không cắm điện tủ lạnh? Ôi giời ơi, mẹ rút điện nó đỡ tốn điện con ạ. Cái tủ to như thế này, 1 tháng có cả 100.000 chứ ít đâu. Mẹ thế không ấy thì sao không mua cái gì để vào xong rồi cắm lên chứ? Mua cái gì để vào đây, nó tốn điện à. Bây giờ nha, mẹ quy định rồi là gia đình mình một mình mẹ đóng tiền điện. Thế nên là cái điều hòa phòng con mẹ gọi thợ đến tháo đi rồi. Tháo điều hòa, mẹ lấy cái quạt của phòng con sang phòng mẹ rồi nhá. Tại vì là con có dùng đâu, con có dùng cái gì đâu. Ô hay, cái quạt nó chạy bằng cái gì? Quạt nếu mà không dùng điện thì chỉ có quạt tay thôi, chịu khó con nhá. Tối về con sang phòng mẹ con ngủ ké nhá. Mày còn có cái phòng khách mát mát. Thì tốn điện chứ con. Rồi bật lên. Ôi giời, tắt đi. Bật lên cho sáng. Sáng nhưng mà tốn điện, con có đóng tiền điện đâu. Mỗi mẹ đóng, thế nên là bây giờ mẹ ở trong phòng mẹ rồi, tốn là không gian còn hơn là nhiều không gian con ạ. Mẹ Nóng quá ơi, nhở. bật quạt lên đi. Trong phòng của con mẹ đã lấy hết quạt rồi. Bây giờ ra đây mẹ còn tắt luôn cả quạt. Mẹ tưởng là con bảo là con có dùng cái gì đâu, đúng không? Thì Thế thôi. mẹ còn Hả? còn suy nghĩ rồi, mẹ bật điện lên, bật quạt lên hộ con cái, xong con có cái này đưa cho mẹ. Cái gì đấy? Được, mẹ xem nào. Cái gì? Bảo mẹ đừng tắt quạt rồi, bây giờ nóng. Làm sao? Tiền điện. Chị ơi, bà đưa 200 cho mẹ. Thôi, mẹ dỗi mẹ không lấy nữa đâu nhá. Thì đây, đây 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 này. Đây, này. 400 làm gì mà đủ? Thế mấy? 1 triệu thì mỗi mẹ con mình phải 500. Nhưng mà bây giờ mẹ dỗi rồi. Này cầm lấy. Đây rồi. Con đưa thêm cho mẹ. Đấy, từ đầu như thế này, mẹ con mình đều dùng, con cũng đi làm có kinh tế rồi. Thế nên là phải hộ mẹ việc nhà việc cửa chứ. Thôi nha, mọi thứ lại hoạt động bình thường, chiều mẹ bảo lắp cái điều hòa cho. Rồi ơi mẹ ạ. Đây. Mẹ thế đưa luôn từ đầu. Bây giờ lại mất thêm công tháo công lắp. Nóng quá. Ui. Đói nữa chứ. Em có gì ăn không nào? Nước sôi rồi. Mình sẽ ăn mì tương đen. Đói thế này á, chắc là mình ăn được nhiều lắm đây. Nấu luôn cả.
4 gói luôn. Đúng là hôm sau cứ đưa tiền cho mẹ trước, đến ngày có lương là đưa luôn đi rồi đỡ rách việc. Mẹ không cắm cơm đến bây giờ lại phải nấu đây này. Cá ăn gì hết con? Con đang nấu mì mẹ. Ôi, con nói cho cả làng ăn đây, sao mà nấu gì nấu lắm thế hả con? Làng đâu mà làng, mẹ buồn cười nhở. Trời ơi, nấu thế cho con, tận 3 gói rồi. Con ăn mà. Con mà ăn làm sao hết được cái 4 gói mì này hả con? Con nhìn cái nồi của con xem. Mẹ ơi, từ sáng đến giờ tưởng là đi làm về có cơm ăn rồi, ai ngờ mẹ không nấu cho con. Để bây giờ con đói rồi đói, mẹ nhìn thấy 4 giờ chiều rồi. 4 giờ chiều nhưng mà con nói con mắt no cái bụng cho mà xem 4 gói thì làm sao mà ăn hết được. Con ăn hết được thì con mới nấu chứ mẹ. Thôi, thế bây giờ con đóng hết tiền điện cho mẹ rồi, bây giờ nấu có mấy gói mì mẹ cũng kêu cả đấy. Không, ý mẹ sợ con lãng phí, con ăn hết thôi. Con thế nấu đi mà ăn nhá. Vâng, mẹ có ăn không để con nấu thêm? Không, mẹ chả ăn đâu. Vâng, con nấu 4 gói là của con ấy, tí nữa mẹ mà ăn nữa là không có phần đâu. Tí nữa là xong. Đói quá rồi. Sắp chín rồi. Tí nữa chín chín cái vớt ra cho tương đen vào. Ui dồi ôi, hấp dẫn quá, nghĩ đến thôi đã thấy thèm rồi. Ăn mì tương đen mình sẽ thái thêm một ít dưa chuột nè. Phải đẹp mắt một tí chứ. Cầm nhận nè, con gái của mẹ mà chẳng giống mẹ thế nào. Mẹ thì vụng thối vụng đát, còn mình thì khéo thế nhỉ. Tương đen mà. Wow, trời. Đây. Úi trời. Món ăn yêu thích nhất của mình đây luôn. Nhanh. Đói quá rồi đây nè. Trộn đều lên. Wow. Úi trời ơi. Cho một tí vitamin thịt nữa là được rồi. Ôi, nhanh lên, đói lắm rồi. Thơm quá. Ngon. Cho tí từng ớt vào, cay cay ăn mới ngon. Ui, đúng rồi. Trộn đều lên. Mẹ ơi. Dạ. Ôi dồi, nấu xong rồi đấy à? Mẹ ăn nào. Con nấu cái gì mà mì gì đây mà đỏ thế hả con? Mì tương đen. À, con cho tương ớt đấy. Ôi trời ơi, sao mà cho lắm tương ớt thế? Ăn nhiều lần đau bụng đấy con, đau dạ dày đấy. Mẹ mang về cho con thế nào? Ăn thế thôi. Giấy, ăn cay cay mới ngon, tê tê một tí mẹ ơi. Mai kia cái mặt một rổ mụn luôn cho mà xem. Ôi giời ơi, mặt con nó trộn thế là không có mụn đâu. Cứ ăn nhiều tương ớt là ăn ít thôi con ạ. Trời ơi, mẹ bảo là ăn ít thôi cơ mà. Đấy. Con đã thích ăn tương ớt mà. Mà nấu cả một đĩa to thế này. Ui, mẹ nghĩ là có khi mà làm sao mà con ăn hết được cái chỗ này hả con? Con đang đói mà. Hôm sau con đưa tiền điện rồi đấy, mẹ phải nấu cơm cho con là đúng giờ đấy nhá. Rồi, tí nữa mẹ đi siêu thị mẹ nấu luôn nhá, ăn vừa vừa thôi. Vâng ạ. Ui, đúng ớt này cay thế. Nhưng mà ngon. A few moments later. Wow, hai đĩa rồi, đĩa thứ ba nè. Wow, nóng ơi, mẹ ơi, không có điều hòa mẹ, nóng quá. Bật điều hòa lên con. Mẹ ơi, lấy hộ con cốc nước rồi. Đây, trời ơi, vừa ăn vừa uống. Wow. Sao mà cứ xuyên xoa đấy kia? Cay quá mẹ ạ. Đấy, mẹ đã bảo là ăn vừa vừa thôi. Cứ ăn nhiều tương ớt vào xong rồi mai kia mặt toàn mụn là mụn cho mà xem. Thôi. Ủa? Sao đấy? Hả?
nó còn no bụng quá. Đấy mà, ăn nhiều đồ cay nóng quá mà. Rồi. Đau dạ dày đấy con ạ. Cũng mà con không ăn nữa. Đi vào đây mẹ nấu cái khác cho. Con đói.